chúng ta và của Đức Kitô ở cùng anh chị em. Xin kính chào quý cụ, quý bà, anh chị em, các em thiếu nhi rất quý mến của giáo xứ Cecilia và đoàn Thánh Phêrô. Thật là một niềm vui được trở lại đến ngày hôm nay để cảm tạ Chúa vì tất cả muôn ơn lành Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta. Như cha bảo nói trong thánh lễ đầu, sáng nay chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Mẹ La Ba đã được khởi công và chúng ta đã đóng 11 triệu đô la trong vòng 3 năm. Cái điều đó rất là tuyệt vời. Chưa có một cộng đồng trên đất Mỹ nào mà trong vòng 3 năm đã đóng 11 triệu. Chúng ta thấy đó là một cái tình thương mà chúng ta qua Đức Mẹ La Ba mẹ Việt Nam. Vì trong thánh lễ này, con xin cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân của giáo xứ đây đã đang và sẽ đóng góp cho chương trình Hát Được Em Thêm 2018-2021 để chúng ta xây những tòa nhà giáo dục và văn phòng giáo xứ, cũng như tất cả quý vị có những người thân qua đời, xin Chúa ban cho họ hạnh phúc trên trời. Lời Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy ông Barnabê đã được Chúa cho thấy khi ông bị mù, mù về thể xác nhưng mù về tinh thần, đó là một cái mù nguy hiểm. Và trong thánh lễ này chúng ta xin Chúa đánh tan những mây mù trong cuộc đời chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành vào miệng thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời thay tôi, lời thay tôi, lời thay tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống.
cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiện nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Jeremiah. Đây Chúa phán: Hỡi Jacob, hãy hân hoan vui mừng, hãy hò hét vào đầu các dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên ca hát rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel. Đây ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất. Trong bọn chúng sẽ có kẻ đuôi mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước. Chúng không phải vấp ngã trên đường đi, vì ta đã trở nên thân phục dân Israel và Ephraim là chủng tử của ta. Đó là lời Chúa. Thank you.